Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay tổ 4 tụi em sẽ giới thiệu về tổ chợ đêm Vị Thanh. Đúng rồi, và hôm nay tụi em sẽ giới thiệu các món ăn của chợ đêm trong Vị Thanh này. Và vào trà, xin mời thầy và các bạn chuẩn bị bước vào. Rồi, chào bạn, chào mừng bạn với chợ đêm nha. Các bạn thấy giờ này thì còn hơi sớm nên là chợ đêm chưa có nhiều món đâu. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu các bạn món là gỏi cuốn nha các bạn. Rồi, hôm nay mình sẽ quay tóc, mình đã mới mua gỏi cuốn nha các bạn. Một món rất là ngon khi mà bạn đến chợ đêm nên thử. Rồi nha, bạn đợi xíu đồ ăn nha các bạn. Nhớ bạn thấy nha, quán làm nước sốt rất là ngon luôn. Đây là công thức bí ẩn của quán nha các bạn. Mấy bạn đợi xíu để có món ăn nha. Rồi như các bạn thấy nha, mình đã có gỏi cuốn nha các bạn. Giờ thì mình sẽ kiếm chỗ nào ngồi ăn cho các bạn xem nha. Rồi các bạn nha, mình mới mời được một bạn bất kỳ nào đó chợ đêm, mình mời bạn hước nha. Rồi mời bạn hước miếng gỏi cuốn đi bạn. Chào các bạn nha. Bạn này là người hoàn toàn lạ nha. Đó, như bạn thấy nha, gỏi cuốn á bạn. Bạn ăn rồi bạn cho tôi cảm giác nha bạn. Mấy bạn ăn nha. Rồi đợi bạn nhai hết cái nha. Để cho mình xíu cảm giác review về món gỏi cuốn ở đây nha bạn. Ngon. Xong ngon, bạn thấy chia sẻ thêm một số nữa được không? Bạn cứ bình tĩnh ngon. Đi, không sao đâu. Bạn thấy nó có vị gì vậy? Nó ngon. Một chữ thôi là ngon nha bạn. Giờ tới tôi ăn nha. Đó, bạn ăn à. Bạn chấm vô. Đó, bạn đưa miệng. Ngon vãi. Bạn ăn gỏi cuốn nha. Rồi mà hồi mình ăn hết rồi mình sẽ giới thiệu các bạn món tiếp theo. Hello bạn nha, thì mình xin có món mới hiểu bạn, chính là sẽ là sâm dừa một chả chả đêm. Món này món thủ mình nha, hơi bị ngon. Mình sẽ hơi thử miếng nha. Trời ơi, uống cho một cái tôi cảm giác tôi đang ở khu rừng xanh Amazon. Và mình sẽ mời bạn hồi nãy ăn gỏi cuốn uống thử miếng nha bạn. Rồi bạn uống miếng rồi bạn cho tôi cảm nghĩ nha bạn. Đổ thôi. Rồi bạn cho tôi mời cho mình xíu cảm giác. Ngon lắm nha các bạn. Ở đây thường thường mình cũng hay uống ở đây á, rất là ngon nha. Các bạn nên thử ở đây nha. Rồi, đó bạn, như bạn thấy nha, khi cho đêm đây là bạn còn rất là nhiều món nhưng chúng mình không có thời gian để mà giới thiệu cho các bạn, thì mình sẽ quay một vòng cảnh chợ đêm nha các bạn. Rồi, thì mình sẽ giới thiệu bạn vô cảnh chợ đêm. Nay hơi mưa, hơi ngập lụt. Đó bạn thấy nha. Rất là đông rồi luôn, rất là vui. Giờ thì hơi thấp, nhưng mà khi mà các bạn đến vào tầm khoảng thời gian từ 7 giờ đến 8 giờ thì rất là đông nha các bạn. Mình chồng hết nha. Quay thêm đi camera mẹ nè. Đó, các bạn thấy nha, rất là vui luôn. Khi mà bạn tới gần hãy nhớ đi nha, không đi tôi buồn các bạn. Uống miếng nước cái nào.